đổ hết uất hận vào tôi, còn thả cho người nhà tôi về. Còn muốn giết, muốn chém, muốn giết gì thì giết đi. Bố. Giết đi. Sao lại là anh? Nói. Ép cung à? Đừng có vòng vo nữa. Nói ngay. Anh nhốt gia đình ông Huy ở đâu? Anh điều tra viên này hay thật. Định lấy việc riêng vào chuyện công đi à? Gia đình bạn gái anh đi đâu? Anh đi mà liên lạc tại sao lại hỏi tôi? Anh đừng quên, tôi đang mất quyền công dân lẫn sự tự do đấy. Hay là cầm tay vào mà hỏi cho dễ.